Chào mọi người, lâu lắm rồi Vanna chưa có ra video. Tại vì giờ này Vanna cũng có nhiều việc bận ở trong gia đình và việc làm của mình. Và ngày hôm qua là nhà Vanna có một chuyện cũng ly kỳ lắm. Tại vì mẹ Vanna dẫn Nick ra ngoài cái deck ở sau nhà. Mẹ Vanna định lấy cái tã ra để trải cho nó ở ngoài deck để cho nó đi vệ sinh đó. Thì phát hiện cái con thú có hình thù lạ, tại vì nó là buổi tối cho nên cũng không thấy rõ nữa. Xong rồi mẹ Vanna gọi mọi người tới, thì mọi người tới thì cũng không biết nó là con gì. Và sau đó thì mình cũng phát hiện ra là con đó là một con gấu mèo. Đó, một con gấu mèo mà không ngờ là nó có thể leo từ dưới nhà, nó leo lên trên nhà của Vanna. Và nó đi vô trong cái phòng mà đựng đồ của Vanna và lấy ra biết chỗ nào để đồ ăn của Sonic. Tại vì nhà Vanna mua đồ ăn cho Sonic với số lượng lớn đó, cho nên mình cũng chiết ra mình để vài thùng trong cái closet để khi nào đồ ăn của Sonic nó hết đó, thì mình đi ra ngoài này mình lấy cái thùng khác vô. Và mình không biết là mình không hề nghĩ là sẽ có một cái con nào đó nó vô, nó dám leo lên đây để mà nó ăn trộm đồ ăn của Sonic. Và mình nghĩ là an toàn mà trước giờ mình chưa bao giờ mình xảy ra cái việc đó hết trơn á. Thì mình thấy cái con đó nó tới và đồ ăn của Sonic nó nằm ở dưới nhà và nó bị mở ra, đồ ăn nằm rải rác ở bên ngoài hết trơn á. Thì đây là lần đầu tiên mà Vanna thấy cái trường hợp đó ở Mỹ. Tại vì Vanna cũng thấy hình của nó trước đây rồi, nhưng mà cũng đâu có để ý, đâu có biết nó là con gì đâu. Thì lúc đầu nhà Vanna cũng hoang mang, cũng vừa là mình excited, vừa là mình hào hứng, mình thấy nó lạ, nó dễ thương, cái con nó rất là dễ thương, rất là đẹp. Nhưng mà mình cũng không biết là nó có an toàn hay không, nó có nguy hiểm hay là nó có dữ hay là hiền. Thì lúc đó mình tới thì nó cũng không làm hại gì gia đình của mình cả. Nhưng mà mình cũng ngạc nhiên là mình mới biết là ở đây có cái con đó xuất hiện. Tại vì trước giờ mình nghĩ nó chỉ xuất hiện ở những nơi mà cây cối nhiều hoặc là ở trong rừng. Thì mình cũng thấy khá là thú vị ở đây. Tại vì mình cũng muốn đăng video lên để cho mọi người biết là ở đây có một con gấu mèo xuất hiện và nó đã leo vô trong nhà của Vanna. Thì tại vì nhà của mình đâu có vườn tược hay gì đâu. Có lẽ là nhiều người khác người ta thấy, nhưng mà Vanna thì lần đầu tiên mình thấy leo vô trong nhà của mình. Lúc mà nó thấy nhà mình á thì nó ra phía bên góc bên đây để nó đứng. Thì sau đó thì anh của mình ra để mà dọn lại đồ một chút á, thì nó leo qua bên cái góc bên kia và nó trèo xuống bên dưới nhà và nó đi. Đó. Wow, không ngờ luôn. Trời ơi, nó giỏi hơn là người nữa. Bây giờ mà kêu Vanna leo xuống, Vanna cũng không dám leo đâu. Wow, từ trên đây leo xuống bên dưới đó. Và người nó nhỏ lắm, nó chui từ trong đây nó chui ra. Nhờ đó mà mình thấy được là dù mình ở trên lầu, ở trên đây mà cũng không có an toàn lắm. Nhưng mà cái con đó nó rất là dễ thương. Mình thấy cũng thương cho nó. Một phần là mình cũng muốn là để đồ ăn lại cho nó, mình sợ là nó đói. Nhưng mà anh của mình cũng nói là mình sợ là sau này nó quen nó sẽ quay lại. Mà mình cũng không biết, lúc đó mình không có biết là nó an toàn hay là không an toàn. Và mình có nên cho đồ ăn hay không. Và mình cũng không biết là mình có nên giữ nó lại để giao cho shelter để người ta giúp đỡ nó hay không. Nhưng mà sau đó thì Vanna biết là nó là một con thú sống ngoài hoang dã, cho nên mình cũng không có giữ nó được. Và nhiều khi nó không có tấn công, nhưng mà mình không biết được, trong một số trường hợp nó có thể cắn và có thể gây ra bệnh dại. Cho nên ngày hôm qua nhà của mình không có đụng gì tới nó là cũng là một điều đúng đắn. Chứ không thôi mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gặp nó thì rất cũng thú vị, cho nên mình chia sẻ lại với mọi người. Có gì thì mọi người coi cái đoạn video tiếp theo của Vanna. Gần nó mà nó không... Đúng rồi, đâu có chèo đây ta. So cute.
ổ sao cờ nó có ấy không ta? Ô, nó vô nó lấy đồ của anh nè. Ôi đừng có sợ nha. Nhưng mà làm sao cho nó ra ngoài? Con này nó ăn rau nhà con nè. Ôi hả? Nhưng mà sao nó leo lên đây được? Đây là lầu. Ủa nó leo được ghê vậy? Phải phải con này ăn rau nhà mình luôn ta. Phải. Oh my god. Trời ơi, nó chạy ra tấn công, tôi cũng chạy không kịp đâu. Chậm lắm, con này chậm. Ôi, tội nghiệp nó quá, dễ thương quá à. Nhưng mà con này chắc hại đồ ăn lắm nè. Con này dễ thương lắm đi. Nó cáp hả? Nó đang cắt đồ ăn hả cơm? Ôi. Okay, don't worry. Bye bye. Oh, không, chắc là mưa nó lạnh á. Thôi mình vô đi. Leo xuống rồi. Oh, nó leo xuống hả? Ừ. Thôi. Đứng gần nó lên. Ủa sao đồ ăn nó lấy cả đây? Đây nè. Mình đứng ngay đây luôn mà đứng đây nè. Đồ của mình đấy. Đầu lưng đó. Cái mũi nè, nói nè. Đâu? Đâu nè. À, nó dưới dốc. Ôi, đẹp quá à. So cute, nó đẹp quá à. Trời ơi, nhìn nó lâu xuống rồi. Đâu? Đây này, đang uống nước. Đúng rồi, nó đang uống nước. Dạ. Ôi, hôm nay lạnh luôn chết luôn mà nó ngoài tội nghiệp. Con này ok. Phải con thôi. Ủa, mùi nó biết rồi, trộn hơn. Tao đi nha anh.